càng hại dân đảng càng tăng cường cảnh vệ cho những hung thần của dân. Ông tô lâm vừa ký tờ trình ở chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Theo đó, ông tô lâm đề xuất cảnh vệ cho thường trực ban bí thư, tranh án tòa nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chủ tịch mặt trận tổ quốc của việt nam. Càng mất lòng dân thì càng tăng cường bảo vệ vì sợ nhân dân đó là điều mà Bộ Công an đang làm. Nhóm người trong tứ trụ gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được chế độ bảo vệ cao nhất. Tuy nhiên hiện nay những vị trí như Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang thực hiện những bản án rất mất lòng dân. Chẳng hạn như vụ án Hồ Duy Hải từ Công an cho đến Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao đều thống nhất việc mua chứng cứ ngoài chợ về để kết án tử hình cho Hồ Duy Hải chuyện sai đã rảnh rành hai năm rõ mười nhưng cả bộ máy chính quyền đều dập toa một lòng quyết không chịu thua dần tuy dân không làm gì được những người đứng đầu cơ quan tố tụng này nhưng sự ấm ức bất mãn âm ỉ lan rộng và bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát tờ thời báo d thường xuyên nhận được thông tin về cách làm việc xem thường pháp luật của lính ông tô lâm quy trình tố tụng bị xâm hại nghiêm trọng quy tắc làm án như giang hồ làm luật đã khiến cho không biết bao nhiêu người hàm oan đặc biệt phải dùng cách báo chí để mà kết tội bị can bằng công luận bằng hợp thức hóa những sai phạm của công an là cách làm án được cho là khốn nạn nhất so với các cơ quan điều tra trên thế giới những người bị công an lạm quyền bắt bớ rồi cố ghép cho tội bằng cách tung clip nghi can tự thú lên báo chí khiến người thân của nghi can phẫn nộ tột cùng cho dù họ không dám lên tiếng trên mạng xã hội vì sợ gặp nguy hiểm cho mình. Việc ông Tô Lâm cho tăng cường cảnh vệ với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và với tránh án Tòa án Nhân dân cũng là cách gia cố áo giáp cho những người này bởi họ đã gây ra quá nhiều tội ác trong quy trình tố tụng. Không loại trừ họ gây thù trục oán với chính những đồng chí của họ khi họ nhận lệnh của ông Tổng quyết làm theo án theo mệnh lệnh đối với những người này và bản án bỏ túi mà cứ như thế được tung ra dùng bằng chứng mua ngoài chợ để ép chết dân thường nên cảm thấy bất an hiện nay còn vị trí thường trực ban bí thư hiện nay là bà trương thị mai cũng được đề xuất tăng cường cảnh vệ bà mai làm bên công tác của đảng không phải là bên nhà nước nên bà ít va chạm với dân tuy nhiên việc giữ cho lò lửa của ông nguyễn phú trọng luôn rực đỏ sẽ khiến bà gây thủ trụ án với không ít các đồng chí của bà với vai trò là phó trong tổng bí thư bà Trương Thị Mai chủ trì hầu hết các cuộc họp của ban bí thư, những cuộc họp quyết định công việc sẽ thịt đồng chí nào và tha cho đồng chí nào. Điều đang nói là vị trí của người đứng đầu mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được đề xuất tăng cường cảnh vệ. Tại điều 9 của Hiến pháp vào năm 2013 quy định, mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nếu mà trận tổ quốc thực hiện đúng như hiến pháp quy định thì lẽ ra họ phải được người dân yêu mến, chứ sao lại cảm thấy không an toàn trước dân mà phải tăng cường cảnh vệ nhiều như thế. Tăng cường cảnh vệ ông đại tướng Tô Lâm có cơ hội kiểm soát các đồng chí của mình cũng qua đây. Thật ra, những người đứng đầu chính phủ ở các nước dân chủ, họ không cần cảnh vệ tầng tầng lớp lớp. Có ông thủ tướng đi xe đạp tới văn phòng làm việc hàng ngày, có bà thủ tướng đi làm bằng phương tiện công cộng. Họ giữ cho đất nước Thái Bình, dân hưởng lợi thì họ sẽ cảm thấy an toàn ngay giữa dân chúng. Còn ở Việt Nam có quá nhiều lãnh đạo lo sợ không an toàn nên phải tăng cường cảnh vệ cũng có thông tin cho biết ông tô lâm là người ma mãnh ông lợi dụng sự bất an của các lãnh đạo đề xuất tăng cường cảnh vệ như là cách thể hiện sức mạnh của ông đối với các đồng chí của ông nếu đồng chí ấy là phe của ông thì ông bảo vệ nếu đồng chí ấy là phe chống ông thì ông sử dụng cảnh vệ để mà đe dọa họ cảnh vệ là con dao hai lưỡi các đồng chí lợi dụng để kiểm soát theo dõi lẫn nhau Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Càng hại dân, đảng càng tăng cường cảnh vệ cho những hùng thần của dân Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm Một khi bị rơi vào tay tổ, tất cả đều thành khẩn nhận tội lý do vì sao. Việc bắt giam người mẫu diễn viên Ngọc Trinh vừa qua đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng công an Việt Nam đã hình sự hóa một lỗi dân sự. Hành động lái xe gây nguy hiểm của Ngọc Trinh không đến mức phạt phải bắt giam mà chỉ phạt hành chính và giữ phương tiện là quá đủ. Ngọc Trinh bị công an quay clip nhận tội và tung lên báo. Giới chuyên ngành nghề bảo kê hay dùng từ làm luật đây không phải là luật như những nhà lập pháp của quốc hội mà từ làm luật ở đây được hiểu theo nghĩa khác đó là cách mà các nhóm xã hội đen áp đặt luật chơi lên người khác mà thường là những quy định phi lý nhằm chấn lột nạn nhân ở việt nam người dân cũng thường gọi những cảnh sát giao thông chuyên phục kích dân để bắt nạt bằng mọi trò bẩn cũng là hành động làm luật người làm luật là nạn nhân của bọn làm luật bởi họ không có quyền lựa chọn hoặc phải chấp nhận luật do kẻ làm luật đưa ra hoặc phải trả giá đắt cho chúng hoặc bị chúng trả thù. Thường thì nạn nhân của bọn làm luật phải chấp nhận để được yên thân, để mà được an toàn. Không chỉ có giới xã hội đen và cảnh sát giao thông mới là những kẻ làm luật với dân, mà đất nước này công an được đảng cho phép đứng trên pháp luật. Vì vậy, họ đã tự tiện làm luật với dân từ bao nhiêu năm qua. Bức cùng, nhục hình cũng là cách làm luật và nó là cách làm luật rất phổ biến hiện nay. Công an đưa ra những chữ lựa chọn, nếu đồng ý với những lời khai được công an mớm cho thì ký với biên bản và tạm được yên, nếu không đồng ý thì sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết hoặc bị báo chí và truyền hình tấn công đồng loạt để nạn nhân không thể hòa nhập với cộng đồng vì mang tiếng xấu muôn đời. Quay trở lại câu chuyện của Ngọc Trinh bị bắt, các diễn biến cho thấy phía công an lạm quyền bắt bừa dù công an đã cố giải thích rằng Ngọc Trinh gây dối trật tự công cộng và công cộng trong trường hợp này là không gian mạng. Đây là cách tự định nghĩa một cách tùy tiện, khiên cưỡng và chắc chắn không thể thuyết phục được người dân. Tuy nhiên, dù tội của Ngọc Trinh không đáng phải ở tù, nhưng cô vẫn chịu thua và nhiều cái thiệt do kẻ làm luật đưa ra, cô phải chọn cái thiệt hại ít nhất. Bất kỳ nạn nhân nào của công an cũng như vậy, không riêng gì Ngọc Trinh cả khi công an bị chỉ trích lạm quyền hoặc coi thường pháp luật hoặc cho báo chí kết tội thay họ mới đây công an đã cho báo chí tung ra clip ngọc trinh nhận tội và ngọc trinh nói rằng hành vi của tôi rất sai trái lái xe không bằng lái lái xe không đúng quy định của luật giao thông biểu diễn xe với những tư thế nguy hiểm gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng gây ảnh hưởng và tác động xấu đến bạn trẻ tôi hy vọng mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của luật giao thông phải chăng ngọc trinh nhận tội trước báo chí và truyền hình thì xem như công an không sai giữa hai lựa chọn nếu ngoan cố thì phải trả giá cực đắt nếu thành khẩn thì trả giá ít hơn không có sự vô tội cho người không phạm tội nhưng đã bị công an buộc tội khi nạn nhân của công an chọn cái giá rẻ hơn thì lúc đấy công an cho báo chí vào cuộc hô toáng lên rằng người đó thành khẩn nhận tội chứng tỏ rằng kẻ thú tội kia mới là kẻ sai chứ không phải công an sai đây là một thủ đoạn vô cùng bệnh hoạn mà công an của đảng cộng sản việt nam thường dùng khi công an sai họ dùng báo chí để kết tội nạn nhân của họ và đương nhiên công an luôn phải đúng một kẻ từng ra nước ngoài bắt cóc người thì liệu lực lượng dưới tay ông ta có biết thượng tôn pháp luật hay không đây là câu hỏi được đặt ra với ông bộ trưởng không phải tự nhiên mà người dân gọi lực lượng công an bằng hỗn danh là lực lượng luật là tao, tao là luật. Chính công an đã làm luật quá nhiều nạn nhân và đôi khi họ làm luật quá mạnh tay khiến nạn nhân của họ bị chết. Trong 3 năm từ năm 2011 đến năm 2014, có đến 226 người chết trong các trại tạm giữ, tạm giam, đồng thời còn rất nhiều người khác bị chết trong đường công an từ sau năm 2014 cho đến nay, nhưng không có số liệu thống kê. Nguyên nhân của những cái chết này rất đơn giản, do công an làm luật quá mạnh tay vì cho rằng nạn nhân quá ngoan cố. Với cái ác đến mức đó, ai dám ngoan cố không thành khẩn nhận tội đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin Một khi bị lợn rơi vào tay Tô Lâm, tất cả đều thành khẩn nhận tội. Lý do vì sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de